thiếu tiền tiêu xài ăn chơi trác táng. Cảnh giác với thủ đoạn làm quen trên mạng Facebook đánh thuốc mê khi vào nhà nghỉ để cướp tài sản. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, vào lúc 15:07, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết vừa tiến hành khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại một nhà nghỉ Bình Dân 1 thuộc khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết vào ngày 7 tháng 8 năm 2022. Được biết, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và đi đánh bạc nên Hứa Thị Kim Thủy, sinh năm 1996, trú tại thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đã nảy sinh ý định lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và kết bạn với một số nam thanh niên trong tỉnh Bình Thuận. Thủy lập tài khoản Facebook tên John Phương Thuy và làm quen với một thanh niên tên T tại huyện Hàm Thuận Bắc. Đến khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2022, đối tượng Thủy nhắn tin rủ T đến thành phố Phan Thiết chơi, đồng thời ghé tiệm thuốc Tây mua 4 viên thuốc ngủ nghiền nát thành bột gói vào tờ giấy và đem theo. Lúc này anh T một mình điều khiển xe máy đến điểm hẹn. Tại đây, đối tượng Thủy đã mua sẵn bia, đồ ăn và chút thuốc mê anh T, sau đó cướp một điện thoại di động trị giá 3.500.000 đồng, tiền mặt là 70.000 đồng và một xe mô tô hiệu Yamaha Exciter. Tài sản cướp được, Thủy bán với giá hơn 31.000.000 đồng rồi đem đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7 năm 2022, cũng tại khu phố này, trên cung đường Đặng Văn Ngữ, Thủy trọ nhà nghỉ Thu Vân cũng với phương thức, thủ đoạn này, đối tượng Thủy đã chiếm đoạt của một thanh niên khác một xe mô tô hiệu Honda Airblade và một điện thoại di động hiệu iPhone 6S. Hiện đối tượng Hứa Thị Kim Thủy đã được cơ quan cảnh sát điều tra cho gia đình bảo lãnh để tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để hoàn tất các thủ tục xử lý đối tượng Thủy theo quy định của pháp luật.